Chào các bạn, mình là Hương, trợ lý bác sĩ Khiêm. Hôm nay Hương có một chị khách tới thăm khám về dịch vụ đặt túi ngực đã được 1 năm. Mình cùng nghe những lời chia sẻ của chị ấy nhé. Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình Hương không chị ha? Mình tên là Mia, mình ở thành phố Đà Lạt. Mình là giảng viên dạy tập gym. Mình làm trong vòng 1 năm thì không biết chị có thấy tình trạng ngực của mình như thế nào không chị ha? Chị có thấy hài lòng không? Thấy rất là hài lòng. Vì rất là tự nhiên, mình thấy làm đẹp. Trong cái thời gian mà mình vừa làm xong á, gia đình và những thứ xung quanh chị có thấy tự tin hơn hay như thế nào không chị ha? Có, rất là tự tin hơn, được mặc đồ đẹp hơn nè. Không có bị tự ti như lúc trước nữa. Vì trước đây là giống như hầu như là không có luôn á. Ai mặc đồ cũng rất là tự ti. Nếu như được quyết định lại thì mình có muốn làm sớm hơn luôn không chị ha? Rất muốn làm sớm hơn nữa. Trước khi làm rất là sợ luôn. Thì sợ là sợ đắn đo phải mấy năm trời luôn á. Đến khi làm xong thì tôi trời ơi, biết vậy là mình làm rất là sớm rồi. Đúng rồi. Thì cảm ơn những chia sẻ của mình. Chị có thể chia sẻ một chút về dịch vụ đã làm tại bệnh viện MCAT với những khách hàng chưa làm, sẽ làm và còn băn khoăn làm không chị ha? Thì mình nghĩ là mấy cái bạn nữ mà không có tự tin về cái vòng 1 của mình á thì nên đi làm. Vì cái thứ nhất là ở chỗ mình á là dịch vụ rất là tốt. Chăm sóc sau phẫu thuật cũng rất là tốt luôn. Rồi khi làm là trước là mình sợ đau lắm, nhưng mà làm là cảm thấy là không có đau, rất là bình thường. Đi làm càng sớm càng tốt, vì nó cái thứ nhất là mình cảm thấy là mình đẹp hơn, tự tin hơn nè. Rồi trong cuộc sống mình nó cũng có nhiều cái nó suôn sẻ hơn nữa. Dạ rồi, cảm ơn những lời chia sẻ của chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi tái khám ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tái khám lần sau nhé.